vụ tấn công chết người ở Đắk Lắk là một vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, có sự chỉ đạo tiếp tay của các thế lực thù địch ở nước ngoài, một Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam được dẫn lời nói hôm 12 tháng 7. Tại một cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trung tướng Lê Quốc Hùng cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc vào ngày 11 tháng 6, Bộ Công an đã ráo riết áp dụng các biện pháp truy kích và đến nay đã bắt trên 90 đối tượng, ra quyết định truy nã đặc biệt 5 đối tượng liên quan đến các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, không tố giác tội phạm, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Qua khám nghiệm hiện trường, làm các công việc liên quan đến điều tra, có thể thấy đây là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân có sự chỉ đạo tiếp tay của các thế lực thù địch ở nước ngoài, ông Hùng nói, theo báo An ninh Thủ đô. Ông nói thêm đến nay tình hình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và khu vực miền Trung Tây Nguyên đã ổn định, hoạt động của người dân đã trở lại bình thường. Tuy nhiên trên không gian mạng, các thế lực thù địch vẫn lợi dụng việc này để tuyên truyền xuyên tạc các chủ trương chính sách của nhà nước. Các luận điệu này đã rất cũ và không đúng bản chất sự việc, Đài VTV nói trong một bản tin trên website của mình. Không rõ các thế lực thù địch nước ngoài cụ thể là những cá nhân hay tổ chức nào. Bộ Công an đang tham mưu cho cấp ủy chính quyền vùng Tây Nguyên có giải pháp tổng thể, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn quân, sự tham gia của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên, theo VTV. Vụ tấn công trụ sở chính quyền ở các xã Ea Tiêu và Ea Ketua, thuộc huyện Cư Quyên của tỉnh Đắk Lắk làm thiệt mạng 9 người, trong đó có 4 viên chức công an, 2 cán bộ xã và 3 thường dân việt nam đã bác bỏ những quan điểm cho rằng vụ tấn công có nguồn gốc là kỳ thị sắc tộc đối với người thượng ở tây nguyên